Ăn đi chồng. Há mồm ra. Ăn đi. Ăn đi. Không ăn à? Mày lại lo chuyện bao đồng nhá. Bây giờ nghe mày không thích. Mày thích nặng đúng không? Hả? Đây là món quà duy nhất bà tặng cho cháu. Nhưng chuyện năm ấy làm sao có thể so sánh được với sự giúp đỡ của bà bây giờ được ạ? Bà ơi, xin trái mày một bước. Bà ơi, bà cẩn thận sắp đụng vào xe rồi. Bà sang phải một chút. Bà sắp đụng vào tường rồi. Con mệt lắm phải không? Vâng. Cố lên nhá. Bà bán được hàng rồi bà sẽ mua thuốc cho con uống. Bà ngửi thấy cái mùi thơm thơm á. Ở trong mặt là quả nhan nha. Thế thì may rồi. Bà cháu mình sẽ bán được hàng. Giờ con đưa bà đến quán ăn để bà bán nhá. Nào đi nào. Tiền chủ quán ơi. Của anh một đĩa mì xào này, một cốc nhân trần, một cốc trà đá, hai quả trứng là 50.000. Ok, cảm ơn nhá. Ngày sau quay lại nhá. Ăn uống này bỏ thừa phí phạm quá mất rồi. Mà con danh này không hiểu sao đi đâu giờ này vẫn chưa về mà trông quán đi. Ruột. Này, con kia. Tôi xin lỗi nhé. Đường rộng như thế này thì bà không đi, bà đâm đầu vào đây để làm cái gì hả? Chú ơi. Chú thông cảm, mắt tôi không nhìn rõ nên là tôi mới như thế. Chú, tôi xin lỗi chú nhá. Mù ấy, thì tốt nhất lần sau là bà ở nhà đi. Ra đường làm gì để báo hại người khác. Bây giờ bà đâm đầu vào đây đổ vỡ đồ là tôi bà đền được không? Nhưng mà chú ơi, cháu tôi nó ốm quá nên tôi phải trẻ tăm mang đi bán để kiếm ít tiền nuôi cháu chú ạ. Này, cháu bà ốm thì kệ xác nhà bà. Bà kể với tôi làm cái gì? Chú ơi, chú nhà chú có bán đồ ăn không hả chú? Nhà tôi cái gì cũng bán hết, nhưng bà hỏi để làm gì? Vậy thì chú làm ơn làm phước mua cho tôi ít tăm để cho khách ở xỉa răng chú nhá. Chú làm ơn đi chú, con không đưa cho chú đi con. Này, tăm này chó nó còn không thèm xỉa chứ đừng nói là con người nhá. Chú ơi, chú thương tình đi. Bà cháu tôi hôm nay đi bộ hơn cả chục cây số mà chẳng bán được gì cả. Chú thương tình mua giúp đi chú ơi. Làm ơn làm phước à? Này, nhà tôi buôn bán chứ không phải đi từ thiện nhá. Một ngày mà tôi gặp mấy chục người như bà ấy, tôi đóng cửa quán đấy. Tôi đi cho người ta còn bán hàng, nẫu ruột quá. Tôi đi. Đi. Cố lên. Bà cũng đang cố đây. Đi. Mẹ ơi, con đói. Con đói à? Chú vào rồi phải không con? Vâng nhá. Bà ngửi thấy cái mùi gì thơm thơm để bà xem nhá. Đây còn ít mì, con ăn đi này. Con ăn đi cho đỡ đói. Hai bà cháu bà vẫn chưa đi à? Chú ơi, chú làm ơn làm phước đi. Cháu tôi nó ốm từ hôm qua đến giờ mà chưa có cái gì vào bụng cả. Chú thương tình đi chú ơi.
cháu bà ốm thì bà tự đi mua gì cho nó ăn đi, bà kể với tôi làm cái gì? Tôi mà có tiền thì tôi đã mua cho cháu tôi rồi. Mà hình như đây là đồ ăn thừa của khách ấy mà. Tôi xin chú đấy, chú cho cháu tôi ăn nốt rồi bà cháu tôi sẽ đi ngay. Ăn à? Đây, ăn đi. Ăn đi cháu. Há mồm ra. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Không ăn à? Đĩa mì này là tôi để cho con chó con lợn của tôi ăn, chứ không bao giờ tôi để cho loại người như bà với cháu bà ăn, bà biết chưa? Đi chỗ khác cho tôi có bán hàng. Nhanh lên. Đi đi, lỗ ruột quá em thôi. Cầm lấy lượn 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 lượn. Đi đi. Con ơi, cố lên con nhá. Để tí nữa bà bán được hàng rồi bà sẽ mua bánh cho con ăn. Bà mua cả thuốc cho con uống để cho con khỏi ốm con nhá. Cố lên con nhá. Con ơi, con ơi, con đâu rồi? Con ơi, con làm sao thế này? Con ơi, đừng bỏ bà con ơi. Ai cứu cháu tôi với? Ai cứu cháu tôi với? Con ơi, cô ơi, cô làm ơn làm phước cứu cháu tôi với. Cháu tôi nó bị ốm cô ơi. Cô ơi, em muốn khóc quá bà. Bà ngồi ở đây đợi con một lát để con đi mua thuốc cho em nhé. Đời này tôi đổi ơn cô. Có gì đâu bà, lá lành đùm lá rách mà. Mà sao hai bà cháu lại ra nông nỗi này ạ? Bà bị ốm mấy ngày hôm nay rồi, nhưng mà tôi không có đồng nào để mua thuốc cho nó. Tiền bán tăm chỉ đủ mua cái bánh mì để chống đói thôi. Mà từ chiều hôm qua đến giờ chẳng bán được gói tăm nào cả. Vậy chỉ có hai bà cháu nương tựa vào nhau thôi ạ? Bố mẹ của em đâu rồi hả bà? Không, bố mẹ của cháu mất cả rồi. Chỉ còn có hai bà cháu mù tôi nương tựa vào nhau. Cháu tôi mà nó có mạnh hệ gì thì tôi cũng không tiếc sống nữa đâu cô ơi. Tội nghiệp hai bà cháu quá. Sao trên đời lại còn có những mảnh đời khổ sở như thế này nhở? Hai bà cháu đi bán tăm ạ? Vâng, tôi mù nữa, tôi chỉ biết chẻ tăm để bán nuôi cháu thôi thôi, chứ tôi có biết làm cái gì nữa đâu ạ cô. Vậy bà bán lại cho cháu chỗ tăm kia nhá, đằng nào nhà cháu cũng có việc cần dùng đến ạ. Cô cầm cả lấy cái chỗ này mà mang về mà dùng, không phải trả tiền tôi đâu. Hôm nay cô đã giúp bà con tôi tai qua nạn kiếp này, coi như đây là tôi báo đáp công ơn của cô. Dạ thôi bà ơi, lúc đấy là cháu giúp bà, còn cái này thì bà để cháu mua nhá. Dạ đây, con gửi bà tiền tăm. Bà cũng mua gì ăn đi ạ, bà giữ sức khỏe, chứ không cúng ra đấy là không làm gì đâu. Tôi đổi ơn cô nhá, cảm ơn cô nhá. Nếu hai bà cháu mà có khó khăn gì thì cứ tới đây nhá bà nhá.
quán nhà cháu cũng ở gần đây thôi ạ. Bây giờ thì cháu xin phép về trước, chứ cháu đi lâu quá anh cháu lại mắng. Vâng vâng, tôi dạ. Cảm ơn cô. Dạ vâng, bà với em nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Con xin phép đi trước ạ. Tớ 500.000 này bà ơi. Con nói cái gì? 500.000 à con? Vâng ạ. Sao lại nhiều thế? Thế thì con phải đưa bà tìm cô ấy để trả lại tiền thừa. Nhanh lên con. Mấy giờ rồi? Mày đi chợ mua đồ hay mày ngủ luôn ở đấy à? Em xin lỗi, tại lúc ấy đi đường có chút chuyện nên là... Chuyện gì? Đừng nói với tao, mày lại lo chuyện bao đồng nhá. Suốt ngày việc nhà thì không lo, toàn đi lo chuyện thiên hạ thôi. Để tao xem mày mua được cái gì nào. Đi bao nhiêu lâu mua được mấy quả quýt? Tâm mày tao nhìn rất là quen. Ở đâu ra đây? Em cái gì? Chết rồi. Mày đừng có nói với tao là mày mua của hai bà cháu mù nhá. Đúng không? Anh cũng biết hai bà cháu họ à? Ơi, tao đã nói với mày rồi. Ở ngoài kia bao nhiêu tâm rẻ thì mày không mua. Mày mua tâm của cái bà già mù này làm cái gì hả? Tại em thấy hai bà cháu họ tội quá, cho nên là... Ơi, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi là mày đừng bao giờ đi lo chuyện của thiên hạ. Mày lo chuyện người khác để làm gì hả? Bây giờ tâm này mày xỉa đi. Thế tiền hàng của tao đâu? Đưa đấy. Sao lại toàn tiền lẻ thế này? Tiền đâu hết rồi? Em... Mày lấy tiền của tao đem cho người ta có đúng không? Tao hỏi có đúng không? Em xin lỗi ạ. Được. Tao đã cảnh cáo với mày rồi. Bây giờ nhẹ mày không thích. Mày thích nặng có đúng không? Hả? Em xin lỗi ạ. Hôm nay tao sẽ đánh mày cho mày chừa đi. Mày dám à? Lần sau mày còn dám cho tiền người khác nữa không? Anh ơi em xin lỗi. Im đi. Anh mà không uống thuốc thì làm sao mà khỏi được. Anh đừng có như thế này nữa có được không? Giờ tao là thằng mù thì tao thả chết đi cho xong. Tao sống làm gì nữa? Tao sống làm gì nữa? Anh có mù thì em cũng vẫn chăm sóc anh được mà. Ai đấy? Bà và cháu bé này là... Cháu không nhận ra cái bà già mù và cô bé ngất ở giữa đường mà cháu đã cứu giúp hay sao? Là bà thật ạ? Sau hôm đấy cháu có quay lại tìm hai bà cháu nhưng mà không thấy hai người ở đâu cả. Cháu cứ lo là sẽ có chuyện không may xảy ra. Vậy một năm nay hai bà cháu đã sống như thế nào rồi ạ? À, mà
Đôi mắt của bà... Chắc cháu ngạc nhiên lắm phải không? Mắt bà giờ đã sáng rồi. Cháu nhìn bà cháu tôi ăn mặc đàng hoàng sang trọng như thế này. May mà ngày đó có cháu cứu đấy. Hôm nay em và bà đến để cảm ơn chị đấy. Hồi ấy, bố mẹ cháu đi xuất khẩu lao động. Nhưng mà có tin đồn là bố mẹ cháu bị tai nạn, mất ở xứ người. Thế là những người cho vay nợ, người ta xúm xít vào, lấy hết của cải, nhà cửa, đuổi bà cháu cô ra ngoài đường. Nhưng mà ơn trời, bố mẹ cháu cũng còn sống trở về, trả hết nợ nần đi, chuộc lại nhà, đưa bà cháu tôi về, rồi đi chữa mắt cho tôi đấy cô ạ. Thế thì may mắn quá rồi bà. Hai bà cháu bây giờ không phải sống trong cảnh khổ sở nữa. Ngày ấy, bà cháu tôi đi khắp nơi cầu xin mọi người, nhưng mà chỉ có một mình cô là giúp đỡ thôi. Ai đến đấy? Sao nói chuyện lâu thế hả cha? Người quen của em thôi anh ạ. Người quen nào? Đưa người ta vào đây. Thôi bà thông cảm ạ. Anh trai cháu tính tình thì sỗ sàng. Mấy tháng trước anh ấy uống rượu nên là bị tai nạn giữa đường. Chân tay thì không làm sao cả, nhưng mà bị chấn thương não nên là mới dẫn đến mù lòa bà. Bà đã cho người đi dò hỏi về bệnh tình của anh cháu, nhưng nghe đâu bác sĩ nói bệnh của anh cháu không chữa được đâu. Chắc chắn là anh cháu sẽ phải chịu mù suốt đời đấy. Thật vậy hả bà? Anh cháu sẽ bị mù lòa từ giờ đến cuối đời ạ? Ngày trước chú ấy đã xúc phạm bà vì bà bị mù, bây giờ chú ấy phải nhận quả báo. Kìa cháu, đừng có nói như thế. Em mới nói đúng bà. Đây là quả báo mà anh cháu đáng phải nhận thôi. Cũng vì ngày xưa anh ấy đã xua đuổi hai bà cháu trong lúc khó khăn nhất. Vậy cho nên là... Sao? Anh! Anh phải cẩn thận chứ. Bà ta đừng nói gì cơ. Không chữa được là sao? Anh nghe thấy hết rồi ạ. Mà bà ta là ai? Đây là hai bà cháu ngày xưa đến ăn xin bị anh xua đuổi đấy. À, thì ra là hai người. Hai bà cháu bà đấy đây để sỉ nhục tôi có đúng không? Đến bây giờ mà anh còn nói như vậy được à? Còn mày nữa, mày hùa theo người ngoài, coi thường anh trai của mày. Thì mày cút ra khỏi cái nhà này đi. Tao không cần đứa em gái như mày. Chú thôi đi. Đến giờ này mà chú vẫn còn hống hách như thế à? Chú không sợ một ngày nào đó chú cũng sẽ giống như tôi, đi lang thang khắp nơi để xin xỏ mọi người hay sao? Ở đời không biết trước được điều gì đâu. Ngày xưa chú chửi tôi mù lòa, nhưng mà chú có biết bây giờ chú cũng lại bị mù như tôi không? Bà im đi, tôi sẽ không bao giờ giống như bà đâu. Em xin anh đấy, anh đừng nói nữa. Tôi thương thay cho cô em gái của chú. Nó đã phải bán hết cả tài sản, quán ăn, rồi cắm cả nhà cửa đi để cứu chú. Mà chú có biết thương nó đâu. Chú chỉ biết sống ích kỷ một mình thôi. Cháu ơi, đây là giấy tờ nhà cửa bà đã chuộc lại cho cháu rồi đấy. Cháu cầm lấy. Bà, đây là món quà duy nhất bà tặng cho cháu. Từ nay trở đi, cháu phải sống và tự lo cho người anh vô dụng này. Nhưng chuyện năm ấy làm sao có thể so sánh được với sự giúp đỡ của bà bây giờ được ạ? Các người cút đi, cút ra khỏi nhà tôi đi. Cút đi. Anh ơi, để tôi chết đi, tôi không muốn trở thành người mù.